thôi im đi xen lời tao ít chi. Ham ngôi cao theo cha nàng giết chồng, ca phân ra ai tùng gian ép giúp cha người mưu đồ thi chúa. Quan cho thử lâm bệ hạ ơi. Hay. Bệ hạ. Hay. Bệ hạ. Ca khảo. Nỗi ức hoang ơi trời, thâu dừng cho tôi. Không bằng nỗi đau của người vợ phải mang ơn giết chồng cướp. Chồng tôi gây đứt bằng sống dậy mẹ nuốt đắng cay cô miệng chẳng nên lời. Mười năm dư thọ chức chiêu dương mẹ hớt già thờ trăng. Trong cung các dạy con giữ đạo, ngoài phi tần nghiêm nhặt kỹ cương. Thế mà nay có kẻ gian nhân, thích khách của hoàng đổ quan cho mẹ tầm cùng ngoài tổ hai con quan nghịch. Bao năm vui chẳng chỉ quanh khắc tình ly nghĩa tầng biến hận vùi sâu hạnh phúc của mẹ rồi. Không, không đâu hoàng mẫu, lòng nhân ấy mọi người mến phục, đức độ hiền hòa, trọn hòa, trọn đạo dạy con trọn nghĩa, không thể nào làm chuyện trái nhân luân, giết chồng cướp nữa. Để con tâu lên dương phụ, dũng tính đa nghi, sẽ làm mưu ly gián. Nếu cha khư khư quyết lòng giết vợ, thì con đây chết trước, hoàng mẫu mới chết sau. Tâu phụ dương, hai con ân hồng, ân giao, cầu phụ dương an hảo, chúc minh một thánh tâm. Ai ra lệnh triệu hai con vào chầu, sao công ở hậu cung ô nhường kinh sử? Hoàng mẫu bị hành hình, chứ không mạnh làm sao vào ốc được. Nhị thái tử vào đây để làm gì? Xin phụ dương bình tâm suy xét. Tội ai làm quan án mẹ phải mang. Trước ba đào cành thược dược sẽ rủ tàn. Thần liệu yếu, mẹ chịu sao nổi với làng roi tra khảo. Tâu phụ dương, mưu gian trả bẻ nhanh suốt lá. Đoạn thanh tình ly tán nghĩa phu thê. Mẹ là dần trăng tỏ rạng giữa đêm rằm. Sao phụ dương nỡ để án mây che phủ làm không gian đen tối? Việc quốc chánh phụ dương định liệu, hai con mau về hậu cung mài miệt sách đèn. Tâu phụ dương, sách dạy con trọn hiếu trọn trung. Còn phụ dương đọc sách nào mà buộc cha phải đoạn tình với vợ? Loạn ngôn phạm thượng, trực điện tướng quân lôi khai. Dạ. Đuổi nhị thái tử khỏi cung, trà tấn khương hoàng hậu. Dập đầu giang sinh phụ dương xót thương bình, mẹ hiền lòng thanh cao như bóng gương sang người, thủy chung chính khi một lòng thờ chồng trung trinh. Lý đậu không xót lòng hương hỏi chờ tường đầu, mau lui về cung. Không lui về cung.
con chết cùng mẹ nơi cứu thuyền cho tròn tình. Mẹ Nghịch Nhi, thương hoàng hậu làm dạy con nàng như thế phải không? Hai con ơi, nghĩa yêu thâm dư đạo, mẹ tròn từng phu chết cũng cam. Một lần sau cùng mẹ ôm con vào lòng, rồi nghìn thu sẽ phân nhau. Nó thương cũng chịu không nhìn từ thân tham. Con mẹ là tình thương, là hơi thở trong lành. Các người đứng chờ như đá. Trà Thảo Tim, người đánh nếu không khai, đánh cho đến chết. Đánh hoài cho đến chết mà. Phải mà, anh hai ơi, em biết rồi. Phụ vương muốn mẹ chết lắm mà. Mẹ chết để cho cha mặc tình luyến ái với con hồ ly tinh. Chào. Dạ. Thì nói ai là hồ ly tinh? Con nói rất kỹ là hồ ly tinh. Phụ vương nó bị nó mê muội rồi. Nào, mì bảo mê muội. Ai bị mê muội hả? Con nói phụ vương nó bị nó mê muội rồi. Con tôi chết. Chồng tôi đã giết con tôi. Hoàng thiên hỏi, sao cho tôi đôi mắt chi để thấy cảnh đau lòng, để chứng kiến con giả thú cha giết con vô lương tàn bạo. Con tiện tì múa sát chồng cướp nước, suối con thỏa mã cha. Được, ta sẽ thay thượng đế giúp mi không nhìn ánh sáng.